Với sự cải thiện của các tiêu chuẩn lạnh lẽo dục, ngày càng có nhiều cử nhân tốt nghiệp đại học hàng năm hình thành thêm trên thị trường tuyển dụng. Bên cạnh đó, các thiên tài nhan nhãn khắp mọi nơi khiến cho tỷ trọng cạnh tranh khi tìm việc làm tăng thêm nhanh chóng. Đối với các doanh nghiệp, tìm được những nhân viên biết việc thôi là chưa đủ. Họ phải sàng lọc để tuyển chọn thiên tài chiếm hữu các yếu đối tố tạo ra thích hợp với cả chiến lược hoạt động của công ty mới càng cần thiết hơn. Chỉ khi nhân sự và công ty cùng theo đuổi một phương hướng thì con đường sau này mới có động lực thắng lợi hơn. Và nghĩa vụ chính này tất nhiên thuộc về người phỏng vấn bộ phận Human Resources. Một người phỏng vấn khôn ngoan không chỉ cần mày mò toàn diện các thông tin cơ bản, kinh khủng nghiệm làm việc và khả năng nền tảng của ứng viên trong khi phỏng vấn, mà còn phải đưa ra những tình huống linh hoạt, áp dụng cho từng nội dung phỏng vấn khác nhau, để sàng lọc ra thiên tài nổi bật nhất. Tại môi trường làm việc, nếu gamer thủ chỉ muốn làm một nhân viên tầm soàn xỉn cả đời thì kiến thức chuyên môn vững bền là đủ. Còn nếu gamer thủ muốn con đường tạo ra của mình ngày càng cao hơn, xa hơn, thì còn phải học cách tư duy và giải quyết vấn đề, đối phó với bất thần xảy ra, giảm thiểu rủi ro do tác hại và nâng cao hiệu quả công huân cũng như lạnh lẽo trị của bản thân. Trong trường hợp đó, một anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp tên là Tiểu Dương nhập cuộc ứng tuyển vào một công ty đầu ngành nhiều người biết đến. Trước đó, trong thời gian học tập tại trường, Tiểu Dương luôn là người có thành tích xuất sắc, hoạt động nổi trội trong nhiều lĩnh vực. Trong mắt các thầy cô và gamer thủ bè, Tiểu Dương luôn được tấn công lạnh lẽo rất cao. Cho nên, sau khi tốt nghiệp, anh bước chân vào thôn hội để tìm kiếm việc làm mà không nhiều thấp thỏm giống như các sinh viên khác. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiểu Dương đã rút thời gian ra để đi làm thêm, thực tập rất nhiều cho một số cửa hàng, doanh nghiệp cùng trong lĩnh vực này. Kinh nghiệm giàu sang được thu thập cả trong thời gian đi học lẫn đi làm thêm đã mang đến cho anh rất nhiều cơ hội phỏng vấn. Công ty đầu ngành hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi được bộ phận nhân sự gọi điện mời nhập cuộc buổi phỏng vấn, Tiểu Dương đã đến địa điểm sớm hơn 30 phút để sẵn sàng lại trang phục, đầu tóc chỉnh chu và bố trí những thông tin mình đã mày mò về doanh nghiệp này. Do đó, Tiểu Dương bước vào từng vòng phỏng vấn mà không mấy thấp thỏm, hồi hộp. Trong cuộc phỏng vấn, Tiểu Dương cũng thể hiện tài năng chuyên môn, khả năng giao tiếp và cách xử lý tình huống rất tuyệt vời. Sau đó, anh thắng lợi lọt vào top 5 những thí sinh ưu tú nhất. Tại đây, vị lạnh le đốc nhân sự người chủ trì sau cuối của buổi phỏng vấn đã đặt ra một câu hỏi tương đối bất thần. Tôi muốn biết, nếu cho mỗi người 3 số, 0, 5, 6, không giới hạn các cách kết hợp, các gamer thủ có thể tạo ra số lớn nhất là bao nhiêu? Sau hàng loạt những bài kiểm tra tài năng chuyên môn và kiến thức khả năng quát búa, mọi người đều giật mình khi nghe câu hỏi phỏng vấn thuận lợi này. Các thí sinh đua nhau trả lời đáp án là số 650. Tuy nhiên, vị lạnh le đốc nhân sự chỉ lắc đầu và đòi hỏi mọi người suy nghĩ thêm. Lúc này, sau khi yên tĩnh phân tích một hồi, Tiểu Dương đứng dậy và đưa ra câu trả lời của mình hoàn toàn khác với mọi người. Nếu theo cách hiểu thông soàn xỉn, sự kết hợp của 0, 5 và 6 theo cách bố trí các chữ số lại với nhau, chúng ta có thể thuận lợi nhận được số lớn nhất là 650. Tuy nhiên, thay vì cách làm đó, nếu chúng ta kết hợp các số với nhau theo phép toán lũy thừa thì vẫn có thể ra được con số lớn hơn 650 rất nhiều. Vì thế, đáp án của tôi đưa ra cho câu hỏi này là 560 năm lũy thừa 60. Sau khi nghe được câu trả lời này, vị quản lý nhân sự mới khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông cho biết, thực tế thì câu hỏi này không đòi hỏi các gamer thủ đưa ra đáp án đúng đắn nào cả, điều cần thiết nhất là chúng tôi muốn kiểm tra tư duy và sự sáng sủa tạo của các thí sinh ở đây. Khi gặp gỡ một tình huống bất thần, liệu các gamer thủ có thể phát huy sự sáng sủa tạo đó tới đâu, hay chỉ chăm chăm đi theo lối mòn nhất định, chính là điều mà chúng tôi cần biết. Nhờ câu trả lời khôn ngoan, Tiểu Dương đã nhanh chóng được ký hợp đồng, trở thành một nhân viên xuất sắc tại công ty đầu ngành nhiều người biết đến là có hình thức đãi ngộ tốt này.